có thương hiệu luôn nè, thấy chưa? Thương hiệu sản phẩm dịch vụ Việt Nam. Đây là sản phẩm ưa chuộng. Bữa nay là thời gian mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Dạ 1 giờ rưỡi khuya bán tới 1 giờ trưa hả? 1 giờ rưỡi khuya đến 1 giờ trưa. Dạ. À, giá bún thịt nướng cũng như bánh hỏi heo quay, bánh hỏi thịt nướng của mình là bao nhiêu chị? Dạ bánh hỏi thịt nướng đầy đủ á, chả giò, thịt nướng, nem lươn 32. Dạ. Còn bún á thì đầy đủ hết luôn á là cũng 30. Dạ. Tức là 30 và 32 nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. À, đây là chả giò, có bún thịt nướng, bánh hỏi, bánh mì, thịt nướng. Chị chủ làm nhanh tay lắm. Địa chỉ chúng ta đó là 39 Tân Hòa Đông nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn, phường 14 quận 6. À bữa nay chị để trong cái hộp đó mình thấy rất là tiện luôn á. Đúng không? Cái hộp đó rất là tiện. Cái hộp này nè quý ông bà cô chú. Bỏ vô mình thấy tiện. Đặc biệt là bán nửa đêm nha. Nửa đêm là đã có bún thịt nướng rồi. Đây là công đoạn nướng thịt. Chào chị nha. Dạ bên đây thì có bàn ghế rồi rất là nhiều luôn à, rất là thoải mái luôn ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ còn đây là cái menu của quán nè, menu của quán. Làm rất là đều tay luôn, cục nào ra cục nấy.
còn đây là bên này là thịt nha ông bà cô chú anh chị. Đó. Có hai cô nướng. Kia là phần nêm, bên này là thịt. Đây là đồ chua. Dạ. Đây là sau khi mình nướng xong rồi đó, bắt đầu rồi. Là chủ ở phía ngoài làm. Bún mì thịt nướng. Bún mì thịt nướng, bánh thổi thịt nướng. Số liên hệ đặt bà đặt bún thịt nướng đó ông bà cô chú 0777 3077 768. Cỡ khoảng mấy hộp là mình bữa ship chị? Cỡ khoảng mấy hộp là mình bữa ship? Dạ dạ, à, trên mình cũng trên app mình cũng có luôn hả chị ha. Dạ dạ. Có bên đây ba hộp nha. Mấy thanh niên phục vụ. Chắc là con trai của anh chị á. Đây là đồ hộp. Hấp dẫn không? Năm ngoái thì ngồi ở ngoài kia đó. Năm ngoái là ngồi ngoài kia ha. Ngồi. Đó là cô sắp thịt lên á. Cô sắp thịt được ướp sẵn nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
5 tô. Ngoài đường thay đủ cái 3 không giờ, tô không rau nha. Tô, 5 tô. Không rau nha. Chị làm nhanh lắm, mình lia máy theo không kịp luôn á. Dạy bữa kịp được cho khách nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ba không giò một cái không rau nghe được rồi đó. Ba không giò một cái không rau. Tới đây thì chị có để cái xe có cái hiểm đó, chị thuê cái nhà đó. Có cái hiểm là chạy xe thẳng vô trong nếu mà ông bà cô chú nào mà muốn ăn tại chỗ. Dạ. Khách rất là đông luôn đó ông bà cô chú. Làm không kịp luôn á. Nói chung là luôn tay luôn chân á, là mấy bà con luôn á. Dạ. 2 2 4 6 7. Còn ở trong bếp nữa. Vô cho khách. Dạ, còn đây là nước mắm để mang về đó quý ông bà cô chú. Đó, chị đã làm sẵn tương bịch. Đó đâu là để sẵn. Rồi, 2 đúng rồi, thêm 2 niên 2 giò nha. Rồi, đủ không? Đủ con trứng nha. Thêm 2 niên 2 giò luôn. Em là ba phải đủ anh chơi. Nghe ơi. Ở đây 2 giò, còn không giò, còn không thêm. Chị gái làm cắt tóc á, đôi tay rất là nhanh luôn, nhanh như sóc luôn. Cái này là
giò lên xương lên. Mình không có dám hỏi để mình quay toàn cảnh để cho chị thấy chị làm á, ông bà cô chú à, rất là nhanh luôn. Nếu mà có dịp đi ngang đường Tân Hòa Đông thì ông bà cô chú anh chị và các bạn ghé một địa điểm về ẩm thực bún thịt nướng nha ông bà cô chú, rất là thảo nguyên. Địa chỉ là 39 Tân Hòa Đông. Một hộp nem không. Một phần mang về. Bốn hộp mang về. Nói chung là làm mấy bà con làm tất bật luôn các bà cô chú anh chị và các bạn. Một bồi phụ mẹ bán bún thịt nướng. Đấy, hộp xong rồi cho ngoại hộp chứ nha. Đây là của ngoại nè. Rồi của ngoại nè. Đó hộp này đủ tiếp theo luôn. Cái này của ngoại rồi đó. Hộp đủ tiếp theo nha. Đây con, chuẩn bị mua đi con, chuẩn bị đâu. Đây là của ngoại nè. Rồi đó hộp đủ tiếp theo luôn nè. Đầy đủ tiếp theo. Có đơn nha, đơn nhẽn nhẽn rồi nha. Rồi. Có đơn online đó ông bà cô chú, trên cái app Now Shopee rồi đó là chị đều có hết luôn á. Đó. Đó là bún thịt nướng chả giò Thảo Nguyên. Nếu mà ông bà cô chú anh chị và các bạn mình đến không được thì mình cứ gọi đi, mình cứ lên app mình đặt nha. Dạ. Cái công đoạn mà cực nhất nhưng mà là ngon nhất đó là cái công đoạn nướng. Nướng là cho nó phải đều chứ không đều là nó cháy. Đó. Đây là nem nha bà cô chú anh chị và các bạn, những cục nem nướng thơm phức luôn. Dạ, khách thì lúc nào cũng tất bật ấy. Nói chung là cả gia nguyên gia đình đó là làm luôn tay luôn chân á, quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái đường Tân Hòa Đông của quận 6.
cái này mình đăng sao đăng cái này mình lên. Dạ. Chúng nhờ anh làm được không? Dạ em đang trên kênh YouTube của anh. Ừ. Dạ dạ. Nhưng mà cái đó là mình đăng. Anh bán cái gì? Đồ chơi ô tô. Không không được, em không bán cái đó. Hả? Em dạ đúng rồi. Có bạn nào làm cái đó không? Dạ không. Có bạn nào làm chuyên cái đó à? Em chỉ chuyên bên ẩm thực thôi. Thật à, chứ dạ. Phải làm bên làm luôn cái đó. Dạ dạ, đúng rồi, em chỉ chuyên ẩm thực thôi. Chung là rất là tất bật và phục vụ rất là nhanh luôn nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn, phục vụ nhanh lắm. Còn phía bên trong thì bàn ghế ngồi các cô chú anh chị và các bạn ngồi. Còn phía bên trong đây bếp nướng. Còn đây là phía bên trong của quán, nhìn ra phía trước. Nước ngọt thì 12k, nước sâm thì 8k, trà đá thì 2k. Dạ. Cho anh nước sâm đi, để xanh đi. Dạ. Trời ơi, nhìn hấp dẫn không? Tôi muốn thịt nướng quá hấp dẫn luôn. À. Ẩm thực đường phố Cuộc Sống Sài Gòn TV á, chia sẻ những cái hình ảnh về địa điểm bún thịt nướng Thảo Nguyên trên đường Tân Hòa Đông quận 6 cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đây là một tô bún thịt nướng chả giò 32k. Dạ. Bún thịt nướng chả giò 32k. À, ở đây có hành nữa nè. Hành nè, có củ hành nè. Củ hành, nếu mình ăn hành á mình bỏ thêm. Rồi, củ hành chất lượng quá ha. Vô củ hành. À, thứ hai nữa là có củ kiệu nữa nha. Củ kiệu nè. Đây, củ kiệu nè ông bà cô chú. Anh ông bà cô chú anh chị và các bạn mình ăn củ kiệu thì mình bỏ thêm. Đây có ớt, dạ nước mắm, đây ăn ớt, có ớt vô, đây có ớt vô. Xong rồi đang được mắm rồi, đây là chén nước mắm nè. À. Đây là thịt nướng nè ông bà cô chú, anh chị và các bạn, hấp dẫn không? Trước tiên là mình ăn miếng thịt nướng trước ha, ăn miếng thịt nướng nữa cảm nhận nó như thế nào nha. Ngon quá, thịt nướng giữa hương vị đó, thấm lắm, ngon. Đây mình cục nêm. Còn bữa bún này ngon lắm. Rồi xong rồi em ăn nước mắm lên nè. Rồi
Rồi em mời ông bà cô chú anh chị và các bạn thưởng thức cùng với em nha. Hôm nay chia sẻ món bún thịt nướng, bún thịt nướng đến cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ngon. Dạ, hủ tiếu. Miếng nước mắm, nhiều xíu nước mắm xíu cho nó ngon. Nước mắm chị làm nó rất là thấm luôn, nó vừa phải ăn, ăn vừa phải thôi. Trời ơi, có thương hiệu luôn nè, thấy chưa? Thương hiệu sản phẩm dịch vụ Việt Nam. Đây là sản phẩm ưa chuộng. Đây là, ủa anh, cái này là thương hiệu của mình đó hả? Của quán hả? Nè. Đây nè, của ông bà cô chú. Có thương hiệu luôn á. Thương hiệu và đặt quý chương. Rất là ngon, bún thịt nướng rất là ngon. Nếu mà ông bà cô chú anh chị nào mà có dịp đi ngang qua đường Tân Hòa Đông á thì mình ghé mình thưởng thức. Hôm nay chia sẻ cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn một địa điểm về bún thịt nướng nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Nếu có dịp mình đi ngang qua đây thì mình ghé mình thưởng thức, rất là ngon. Dạ. Y'all.